Nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động kinh tế xã hội và thu hút khách du lịch với các loại hình văn hóa đặc trưng do bản sắc của các địa phương, thành phố Hà Nội đã phê duyệt chủ trương cải tạo các tuyến phố ven hồ Trúc Bạch thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba Đình trở thành tuyến phố đi bộ và ẩm thực mới của thủ đô. Sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại khu phố ẩm thực đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã. Đây là khu phố ẩm thực đêm thứ hai ở Hà Nội. Và sau một thời gian thi công tân trang lại, tối 23 tháng 12 là đêm đầu tiên khu phố bắt đầu đi vào động. Điểm đặc biệt là đến đây du khách sẽ được thưởng thức những món ăn đậm chất hương vị Hà Thành và đặc biệt là những món ẩm thực được làm từ phở, mang đậm chất ẩm thực thủ đô. Hơn 40 hộ dân trên tuyến đường dạo ven hồ từ cầu Ngũ Xã 2 đến cầu Ngũ Xã 1 và từ cầu Ngũ Xã 1 đến phố Trấn Vũ với chiều dài hơn 300 mét đã tự nguyện giải tỏa các vi phạm về trật tự đô thị, lấn chiếm đất đai, trả lại diện tích ngõ đi chung, góp phần tạo cảnh quan không gian sạch đẹp cho khu phố ẩm thực đi bộ. Cái con phố này rất là đông vui nhỉ. Và hôm nay thì là mọi người thì tất tới từ khắp các nơi đổ đến đây. Thì mình thấy thật sự là rất là vui. Sau khi có con phố ẩm thực này thì cũng mong muốn là nhiều người biết đến cái đảo Ngọc Ngũ Xã này nhiều hơn. Phạm vi khu phố ẩm thực đêm kết hợp với đi bộ đảo Ngọc Ngũ Xã gồm 7 tuyến phố: Ngũ Xã, Trần Tế Sương, Nguyễn Khắc Hiếu, Mạc Đĩnh Chi, Nam Tràng, Lạc Chính và Trấn Vũ. Trong đó, hai tuyến phố trung tâm đảo là phố Ngũ Xã và phố Nguyễn Khắc Hiếu. Cả khu vực đều được trang trí rực rỡ, thu hút đông du khách đến thưởng thức. Từ khi mà con phố này mở ra thì mình nghĩ mình sẽ có thêm một địa điểm mới để ăn thường xuyên. Tại vì mình cũng rất là thích hồ Trúc Bạch. Còn bây giờ mình rất thích ẩm thực. Mình biết đây là một khu phố ẩm thực thứ hai ở Hà Nội. Mình rất là phấn khởi. Không khí ở đây cũng rất là vui. Bắt đầu từ tối qua, phường Trúc Bạch thí điểm cấm phương tiện giao thông để tổ chức khu phố ẩm thực tại một đoạn phố Ngũ Xã và Nguyễn Khắc Hiếu từ 18 giờ đến 24 giờ đêm ngày thứ 6 và từ 6 giờ sáng đến 24 giờ đêm các ngày thứ 7 và chủ nhật. Cùng với đó, địa phương sẽ kết hợp tổ chức các hoạt động ẩm thực văn hóa nghệ thuật đường phố vào ngày cuối tuần hay các dịp lễ hội trên khu vực phố ẩm thực đi bộ này.